Lấp dòng chảy thì dễ, nhưng đào và khơi thông lại thì rất tốn kém và khó khăn. Trong khi Đồng Nai đang lấp gần 8 hectare sông để làm dự án, thì thành phố Hồ Chí Minh đang phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để đào lại gần 1,5 km kênh Hàng Bàng để khôi phục cảnh quan môi trường tự nhiên. Mỗi địa phương có một đặc thù riêng, nhưng việc hủy hoại môi trường luôn phải chịu những hậu quả về sau. Cách đây 10 năm, kênh Hàng Bàng là một trong những dòng kênh đã bị lấp của thành phố Hồ Chí Minh với mục đích khắc phục ô nhiễm môi trường. Không nhiều người biết rằng, tại chính vị trí những đứa trẻ đang nô đùa này từng là dòng kênh ngày đó. 15 năm trước, khi dòng kênh bị ô nhiễm, người ta tiến hành lấp hơn 1 km dòng chảy. Thế nhưng, đoạn lấp kênh thì sạch sẽ, nhưng hai đầu kênh thì ô nhiễm ngày càng nặng vì không có dòng chảy thoát nước. Cái lấp ngày xưa đó, như nãy nói đó, đã lấp rồi đào đó, thì lấp ngày xưa chỉ giải quyết cái môi trường thôi, để tiêu thoát nước cho dân thôi. Chứ cái việc mà lấp rồi cái cũ nó không giải quyết các mục tiêu lớn như là bộ mình nói là tiêu thoát nước, ô nhiễm môi trường, ổn định cuộc sống. Con kênh này nó quá ô nhiễm rồi, nước thấy nước nó cũng đen thui, với lại qua cái mùa mưa nữa thì nó có cái muỗi. Lấp rồi, làm đường rồi, xong xuôi rồi, bây giờ lại đào lại nữa, giải tỏa dân đi thì cũng nó cũng tội nghiệp nhân dân. Việc đào kênh là phương án bắt buộc và hợp lý khi tạo lại dòng chảy ban đầu. Sự lãng phí tiền của có thể tính toán, nhưng nỗi bất ổn và bệnh tật mà người dân phải gánh chịu trong thời gian qua do ô nhiễm thì khó có thể đo đếm được. Giải tỏa cũng sẽ không thể ngày một ngày hai hoàn thành. Thí dụ mà có giải phóng mặt bằng cho người dân á, thì đi tới cái chỗ mới á, nó phải tốt hơn, chứ không thể nào mà xấu hơn cái chỗ này. Nếu ngay từ đầu, thay vì lấp kênh để xây dựng nhà cửa, đường xá và chặn đứt dòng chảy, thành phố này có thể tôn trọng tự nhiên, cải tạo, nạo vét lòng kênh. Có lẽ khi đó, trăm hộ dân sẽ không phải di dời, hàng ngàn tỷ đồng cũng không bị lãng phí. 2.000 tỷ đồng không phải là cái giá duy nhất phải trả cho sai lầm của hành động lấp kênh Hàng Bàng.